Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube của Hoàng Sơn. Thì trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách một mẫu dạng đầm cúp ngực. Đây nó có phần nhún nhá, phần tay là phần tay rời, tay chúng ta chỉ cần đính vào thôi. Phần thân thì nó là dạng váy dáng suông, có phần rút bèo ở phần dưới gấu, thân sau phần chìa khóa nhé. Đây là mẫu của bạn Trịnh Dương Hoàng Bảo có gửi cho mình. Ok, đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của váy liền thân đi banh cơ bản. Đầu tiên mình sẽ xử lý về phần thân trước. Các bạn có thể thấy đây nó có một đường cắt ở phần ngang eo nhé, đường giã cúp bổ mảnh này. Chưa? Đầu tiên các bạn sẽ cắt cho mình rời phần đường ngang eo này ra. Đó. Tiếp đến này, chúng ta sẽ kéo dài phần tâm linh này lên và lấy cho mình từ hạ nách lên tầm 2,5 đến 3 phân, kéo một đường song song với các đường đường ngang nhé. Từ đây các bạn sẽ đẩy ra ngoài cho mình là 2 phân, bên này là 1 phân. Chúng ta sẽ nối trụm vào phần đầu ly thân. Phần này các bạn sẽ đánh cong nó đi số phần hạ nách nhá. Tiếp đến cạnh bên này, chúng ta sẽ đo khoảng này được bao nhiêu này, 6,5 phân. Quay sang bên này, quay sang bên này nó phải bằng nhau nhá, hai cạnh này bằng nhau. Sau đó các bạn sẽ cắt rời phần này ra. Chúng ta lấy mỗi phần cúp ngực này ra nhé. Các bạn sẽ lọc bỏ hết ly đi cho mình này. Phần ly ở chân ngực này các bạn sẽ lựa chọn rồi. Lựa chọn như này cho mình nhé. Đây. Rồi các bạn sẽ lựa võng vào một chút. Bình thường chúng ta sẽ đánh nó lõm nở cái phần ly này ra nhé, nhưng bây giờ chúng ta sẽ đánh nó cúp tròn vào. Sau đó các bạn sẽ lọc bỏ hết ly đi cho mình này. Chúng ta sẽ đóng phần ly banh này lại. Phần đầu ngực này các bạn sẽ sửa cho nó trơn đều đi cho mình nhá. Đây này. Phần này đã không được cong nhé, các bạn sẽ dán thêm giấy. Chúng ta sẽ đánh nó vòng ra ngoài nhé. So với đường kẻ ban đầu mà mình kẻ thẳng trụm vào phần thân ấy, thì các bạn sẽ đánh nó bầu ra. Tiếp đến này, chúng ta sẽ tạo phần đất nhún. Các bạn sẽ đặt phần bổ mảnh cúp này ra lên một cái khác.
Đấy nhá. Phần này chúng ta vẫn có một cái đường bổ ở giữa này. Và nhún ở ở ngực đây. Bạn sẽ bấm chỗ này ra cho mình. Phần dưới này chúng ta vẫn để nguyên nhá. Bạn sẽ mở đoạn này ra cho mình tầm khoảng mỗi phần tách này, mỗi phần đường bấm này các bạn sẽ để mở ra cho mình tầm phân rưỡi đến 2 phân. Ta không cần lấy nhiều quá đâu nhé. Sau đó các bạn sẽ cắt nó đi. Đường này chúng ta phần đường dưới này vẫn là đường thẳng nhá. Sau đó chúng ta sẽ đánh cong cái phần này vào đây. Đây mình sẽ tô lại cái phần mình mở ra cho các bạn nhìn nhé. Chúng ta sẽ đo cái khoảng chúng ta ban đầu được bao nhiêu nhá. Đây này. Bắt đầu nó sẽ là 3 phân rưỡi. Thì các bạn sẽ phải rút nhún. Các bạn tính từ đường này này ra đến lên phần trên này là 3 phân rưỡi nhá. Khi mà chúng ta may một đường chỉ vào đây phải không? Các bạn sẽ rút nhún lại. Làm sao để từ cái đường kẻ phần hạ ngực này lên phần này nó đúng bằng 3 phân rưỡi lúc ban đầu của chúng ta. Đây mình sẽ giả làm như này nhé. Đủ 3 phân rưỡi này. Đây là mình ví dụ là khi các bạn may mà rút nhún vào nó sẽ được như này. Chúng ta sẽ cắt làm hai thân này giống như nhau nhé, hai nửa như nhau. Sau đó các bạn sẽ rút nhún ở bên này, rút nhún bên này, sau đó chúng ta mới may chắp bổ mảnh lại với nhau. Chúng ta vẫn có cái đát bên trong như bình thường nhé. Và các bạn sẽ may những cái đường can bổ mảnh vào với nhau. Các bạn lưu ý nhá, khi mà chúng ta may vào nó phải nổi được cái phần khối ngực của mình lên lên như này đó. Chưa, đây là phần bầu ngực. Khi mà chúng ta may vào nó sẽ cúp được vào phần bầu ngực của mình nhá, nó không bị rớt, không bị rơi khi mặc ấy. Tiếp đến phần dưới gấu này. Phần dưới gấu đây nhá, các bạn lấy từ phần gấu này lên đây cho mình. Khi mà các bạn đo dài váy thì các bạn sẽ đo cho mình phần hạ gối. Từ phần hạ gối thì các bạn sẽ lấy xuống cho mình tầm khoảng 6 đến 8 phân.
Bởi vì cái chiều giấy của mình nó ngắn nên là mình sẽ lấy bừa bằng thế này đi. Chưa? Các bạn thiết kế dáng suông mà, chúng ta sẽ lấy phần hạ mông với gấu bằng nhau, đánh thẳng xuống. Và phần này, phần nhún nhún ở đây này, thì các bạn sẽ cộng từ phần sườn đây này. Đấy nha. Chúng ta cắt rời được phần như này. Sau đó các bạn sẽ đặt lên một tờ giấy khác, ví dụ đợt này đi. Đây, thì các bạn đặt lên một tờ giấy khác như này. Chúng ta sẽ cộng từ phần sườn này ra ngoài cho mình tầm khoảng 10 cho đến 12 phân nhé. Cộng đều ra, lấy thẳng đều ra nhé. Sau đó các bạn sẽ rút nhún vào, may một đường rút nhún và chúng ta may vào cái đường bên trên này. Các bạn nhìn ở đây cho mình là phần phần thân bên dưới đây nó không có một ly nào nhé. Các bạn có hai cách giảm phần ly. Một là các bạn sẽ lấy từ phần sườn vào đây bằng khoảng ly, sau đó bạn sẽ vuốt xuống mông. Hoặc là các bạn có thể bấm phần này ra. Chúng ta đọc cái ly này vào. Đóng ly này vào như này. Và các bạn đặt lên một tờ giấy khác ra sẽ lấy được phần dưới. Chưa? Các bạn chỉ cần sang dấu lại phần nối giữa canel này. Đường sườn đến phần hạ mông. Sau đó các bạn sẽ kéo dài đường này ra. Chúng ta lấy hai đường này bằng nhau, thẳng xuống là được. Đó. Ta sẽ lượn lại đường sườn một chút cho nó trơn đi. Đó. Và ta can vào. Đây. Khi mà các bạn cộng này ra, rút nhún này, nó bằng bằng phần trên này, chúng ta may vào là xong. Đó. Đó là xong về phần thân phần trước. Phần thân sau nhé. Phần sau này. Đây. Phần thân sau này nó bằng nhau nhá. Các bạn sẽ cắt hai thân trước với thân sau cái phần gấu này nối như nhau nhá. Đó. Thân trước chúng ta lấy từ gấu lên bao nhiêu thì thân sau các bạn cũng lấy từ gấu lên bấy nhiêu nhá. Và giảm ly thì đều như nhau hết. Lưu ý cho mình là phần trước đây này, nó là mép gấp đôi, phía bên dưới là mép gấp đôi, thân sau chúng ta vẫn có đường bổ mảnh ở giữa này ra. Đây là đường sống lưng để chà khóa nhé, cắt xuống dưới. Chưa? Các bạn cắt bỏ phần gấu này đi, cộng đất ly ra bằng với ở phần thân trước. Tiếp đến phần bên trên của thân sau thì chúng ta chỉ cần kẻ một đường từ phần ngang nách đấy nha, từ phần hạ nách đấy nha. Các bạn sẽ kẻ cho mình một đường chéo xuống cho mình tầm khoảng 5 đến 7 ly. Phần này chúng ta sẽ đặt một đường vuông góc. Phần này góc vuông nha. Chưa? Thì khi mà các bạn may ráp hai phần thân sau lại với nhau nó mới được một đường cong võng xuống một chút nha. Hoặc là khi may lên nó có thể thẳng. Nhưng nếu như các bạn để như này, chúng ta không giảm được phần này đi, các bạn may lên nó sẽ bị như này. Ok. Và đây, phần thân sau các bạn có thể thấy nó không có cái phần bổ mảnh hay là phần ly nào hết. Thì chúng ta chỉ cần cắt đi, đóng phần ly này lại là được. Đóng nó vào. Đây, các bạn sẽ tỉa bớt đi cho mình một chút. Đó. Chưa nhỉ? Ok.
tới đến phần tay. Phần tay này các bạn chỉ cần cắt cho mình một miếng vải ngang độ rộng, gọi là độ dài đấy, dài tay đi. Các bạn sẽ cắt gấp đôi vào nhà cho mình. Chiều dài thì chúng ta sẽ lấy đây, tầm khoảng 10 cho đến 12 phân. 10 cho đến 12 phân. Chúng ta có đường may đây nhá. Các bạn sẽ gấp mí hai cạnh trên và dưới nhỏ 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 thôi. Chúng ta sẽ lấy này ra bằng bắp tay chia hai. Các bạn sẽ cộng cho mình tầm khoảng 2-3 phân nữa để chúng ta lấy được phần nhún nhé. Đó, cắt mình chữ nhật, gọi là mình chữ nhật đi, ngang vai. Chữ nhật, ngang vai. Đây, sau đó các bạn sẽ may cho mình bằng chỉ chun nhá. Các bạn gấp cái mép này, chúng ta gấp cuốn bèo hai phần mép trên và mép dưới, sau đó chúng ta sẽ may một đường chỉ chun cách cái mép này tầm khoảng 2 phân. Các bạn may nó vào, sau đó chúng ta chỉ cần đính vào phần thân, thân trước và thân sau là được. Đây này, chỗ này nó chỉ cần đính một điểm vào đây nhá, và một điểm ở thân trước. Đây này, chứ nó không may kẹp vào nhau đâu nhá, kẹp vào nhau thì các bạn sẽ không giơ tay lên được đâu. Chúng ta chỉ cần may đính vào là được thôi. Như vậy là mình đã dẫn xong các bạn cách cắt mẫu cúp ngực nhún tay rồi. Các bạn cảm thấy video ích hay ấn like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.